Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://2.chéo.thivinpix.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 1 thi Vinpix giải toán nhân mạng, lớp 1 vòng 15 vòng thi cấp huyện đang diễn ra toàn quốc. Thầy cũng em bắt đầu làm bài thi số 1. Bài thi số 1 gồm có 3 bài làm nhỏ. Sắp xếp chúng ta nhấn bắt đầu. Nào, để làm được bài này thì chúng ta phải kẻ ô ra. 7 trừ đi 4 bằng 3 3 trừ 3 bằng không rồi ta có 0. Tiếp tục. 1 cộng 11 bằng 1 cộng 1 bằng 2 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5 Rồi. 2 cộng 2 cộng 2 bằng mấy ạ? 2 cộng 12 cộng 12 bằng 6 10 trừ 1 bằng 10 trừ 1 bằng 9 9 trừ đi 2 9 trừ 2 bằng 7 18 trừ 8 18 trừ 8 bằng là 10. 10 trừ 2 10 trừ 2 bằng 8. 19 trừ 9 19 trừ 9 bằng bằng mấy? bằng 10. 10 trừ 1 10 trừ 1 bằng 9. 17 trừ 4 17 trừ 4 bằng 11. 11 trừ đi 2 11 trừ 17 trừ 4 còn 13 17 trừ 4 còn 13. 13 trừ 2 13 trừ 2 còn 11. 15 trừ 1 bằng 14. 15 trừ 1 bằng 14. Rồi, tiếp tục. 60 trừ đi 10, 50 bằng 10, 10 cộng 7 bằng 17 50 trừ 10 trừ 20. bằng là Rồi, chúng ta làm xong bài này. Chúng ta làm bài số 2. Bài điền số thích hợp chỗ chấm câu 1. Điền số thích hợp chỗ chấm. Vậy các bạn nhìn hình vẽ, cái này bằng 14 cm, cái này bằng 10 cm, vậy cái này bằng bao nhiêu cm? ta sẽ lấy 14 trừ 10 bằng 4. Câu thứ hai, cho các số 20, 43, 25, 18, 16, 99, 21, 80, 4, 19, 80 và 59. Số bé nhất trong số đã cho là số nào? Dạ là số 16. Là số 16. 16 là số bé nhất trong số đã cho. Tiếp tục, An có 50 viên bi, An cho Tùng 40 viên bi. Hỏi An còn bao nhiêu viên bi? Có 50 cho 40 còn bao nhiêu? 50 cho 40 còn 10 ạ. Đúng rồi, ta lấy 50 trừ đi 10, trừ 40 bằng 10 viên bi, đáp số 10 viên bi. Bao nhiêu cm cộng 30 cm bằng 10 cm cộng 20 cm cộng 10 cm? Bây giờ em làm thế nào? Em sẽ lấy 10 cm cộng 20 cm cộng 10 cm sẽ bằng là 40 thì40 cm. 30 cộng bao nhiêu để bằng 40? 30 cộng 10 cm bằng 40. Bằng 10. Tiếp tục. Câu số 5, An có 40 quyển vở, Bình có 20 quyển vở, hỏi cả ba bạn bao nhiêu quyển vở, ta làm thế nào? Hỏi cả hai bạn có số quyển vở là sao lấy 40 cộng với 20 bằng 60 Vậy quyển cả hai bạn có tất cả là 60. vở. Rõ. Rất tốt, còn làm rất tốt. Tìm một số biết biết số đó cộng với 10 rồi trừ 20. Rồi cộng với 60 thì bằng 90. Vậy trước khi cộng với 60 thì là số đó là số nào? Bằng 90 số đó là số nào? Trước khi cộng với 90 ta sẽ lấy 90 trừ đi 60 Bằng bao bằng nhiêu? 30. Rồi, rồi trừ đi 20, trước khi trừ 20 Ta phải cộng với 20 và bằng 50. rồi trước khi cộng với 10 thì ta làm sao? Ta phải trừ đi 10 Thì số đó là số nào là nào? số 40. Rồi, số đó phải lần từ cuối bằng 40. Tìm một số tròn trục biết khi cộng số đó với 30 thì được kết quả là 7, nhỏ hơn 70 nhưng lớn hơn kết quả của phép cộng 20 cộng 30. 20 cộng 30 là bao nhiêu? 20 cộng 30 bằng 50. À, bằng 50 rồi, lớn hơn kết quả. Lớn hơn kết quả của các tức là lớn hơn 50 và nhỏ hơn 70. Vậy nó là số mấy? Là 65 ạ. Tròn trục cơ mà. À, là 60 ạ. Là 60 đúng không? 30 cộng 30 thì rõ ràng nó được kết quả nhỏ hơn 70 nhưng lớn hơn 50 đúng không? Số đây là 30. Rồi, ba chục. Lan có 9 quyển vở. Cô Nhung thưởng cho Lan một chục quyển vở nữa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở? Bố hỏi con một chục quyển vở mới là mấy quyển vở? Mười chục quyển Thế vở có 9 rồi về thêm 10 là bao nhiêu? là bằng 19. Con làm thế nào? Ta sẽ lấy 9 cộng 10 bằng 19. Đây là kết quả bằng 19 quyển vở cả cả khi sau khi con ăn đã cho. Số liền trước của số nhỏ nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số là bằng bao nhiêu? Số bé nhất hai chữ số là bao nhiêu? Là số Số bé nào? nhất có hai chữ số là 10 ạ. Được thi số liền trước của số lớn nhất có một chữ số là số mấy? Số liền trước của số là số 100. Sai, là số bao nhiêu? Số liền À, trước của là số số lớn 98. nhất có một
Có một chữ số mà. Một chữ số Tám. là 8. 8 cộng với 11 là bao nhiêu? 8 cộng 10 là bao nhiêu? 8 cộng 10 bằng 18. Vậy kết quả là 18. Lan có 18 cái kẹo. Sau khi Lan cho Hồng một suất kẹo thì Lan còn lại 6 cái. Hỏi Lan có bao nhiêu cái kẹo? Có 18 trừ bao nhiêu để còn 16? 18 trừ Bao nhiêu đi. để còn 6? 18 trừ đi ta sẽ lấy 18 trừ 6 bằng là 2. 18 trừ 6 Bằng bằng 12. bằng 12. Vậy con Lan đã cho Hồng bao nhiêu cái kẹo? Đã cho Hồng 12 cái kẹo. Bạn Lan tốt thật, bạn Lan cho bạn đã rất là có những 12 cái kẹo chứ bạn Lan chắc không thích hết kẹo rồi, đúng không? Sau khi các bạn xem rồi và các bạn bảo ấn nộp bài cho thầy. Vâng, đã được 100 điểm ở bài thi này. Bài số 3, đi tìm kho báu. Rồi, chúng ta bắt đầu. Lớp lớp Na, Na có 10 bạn nam và 20 bạn nữ. Hỏi lớp Na có tất cả bao nhiêu bạn? lớp Na có tất cả là 30 Con làm bạn. thế nào? Ta sẽ lấy 10 cộng với 20 bằng 30 bạn. Có tốt. Tiếp tục. Số nào cộng 30 thì bằng 70? Số 40 Con làm thế ạ. nào ra 40? Ta sẽ lấy 70 trừ 30 bằng 40. Rồi, tốt lắm. Hai ta hiểu là 3 40 cộng 30 bằng 70, số nào cộng 30 bằng 70. Ta hiểu như thế. Tiếp tục. Lan có 30 cái kẹo. Lan cho Hồng 10 cái kẹo. Sau đó Lan cho Trang 10 cái kẹo. Hỏi lúc này Lan còn bao nhiêu cái kẹo? Lúc này Lan còn số cái kẹo là ta lấy 30 trừ 10 trừ 10 nữa sẽ bằng là 10 ạ. Cách nào một con đúng rồi đấy. Rồi tiếp theo. Số bé nhất có hai chữ số cộng với 8 được trừ đi 2 bằng bao nhiêu? Số bé nhất Số bé nhất có hai chữ số là 10 trừ cộng với 8. cộng với 8 bằng 18, 18 trừ đi 2 bằng 16. Con làm đúng rồi đấy. Bằng 16. Tao hiểu số bé nhất, hai chữ số. Câu tiếp theo, Tuấn nghĩ ra một số, biết rằng số đó cộng với 2 rồi trừ đi 3 thì bằng 14. Vậy trước khi trừ đi 3 thì số đó là số nào? Trước khi trừ đi 3, ta sẽ lấy 14 cộng thêm 3 bằng 17. Trước khi cộng với 2 số là số nào? Trước khi cộng thêm 2, ta sẽ lấy 14, 17 chứ. 17 cộng thêm Cộng thì phải trừ trừ đi mấy? trừ đi 2 bằng 15. 15 cộng 2 bằng 17, 17 trừ đi 3 bằng 14. Vậy số đó là số bao nhiêu? Số 15. 15. 15. Và chúng ta ăn kim cương. Chúng ta đã hoàn thành bài thi này.